gà thì nó mau. Cắt bỏ, cắt bỏ. Gà. Đùi gà một nồi nấu đi lên nước ngọt thôi chứ không có ăn. Nấu một nồi súp để hấp nước. Mẹ nấu từ sớm vậy đó, nấu riêng hồi canh thôi. Để mình lấy cái nước mình ăn, mình uống vào bữa cơm tối. Chứ nấu trễ quá thì nó không có, nó không có ra hết cái nước mà trong thịt, trong rau củ. Còn đồ ăn thì chiều tối bắt đầu làm. Hết bọt nữa. Cà ri, những món cho buổi ăn tối, người một món, cái canh đồ xào, đây là người lớn ăn, chị canh nướng, cái này ăn với món ớt, cái đồ xào, đây là cánh gà, đùi gà chiên, cho mấy đứa con nít, đây chuẩn bị nướng. Can you help? Give me a big thumbs up if you know what this is. That's right. Hey. Đùi gà cho mấy con nhóc tì. Mở air fryer 10 phút 180 thì dặn cơm tối. Nhà em con đây là gà kho cà ri. Mở đang cháy nè. Cháy nướng nóng nha. Ồ gà đó. Ngon ha, cho chén nước. Ha. Rồi bây giờ mẹ đang xào thêm cơm. Mẹ cũng đã để bông cải xanh vào rồi và cũng vừa đổ cái chén nước sốt mẹ pha chế lên nếm sẵn rồi. Bây giờ đổ tôm vào nữa. Cho qua đó lại tí là xong. Tôm mình xào riêng lấy ra rồi. Xào cái đó xong rồi lại đổ vào. Cái này mẹ nhớ thịt đủ khúc thiền quay vô nè. Đó, ướt ăn ngon. Này đẹp quá. Để ta để xào. Màu đỏ màu xanh cho nó đẹp. Xào cà ri dưới này là một món mà cá chẻn nướng không thấy gì cả. Ok nhiều bự lắm mà vô đây nhỏ. Ok gì ba? Ok ngoài sao là đùi gà
nướng trong air fryer. Rồi xong, bới cơm soạn đủ muỗng nữa là sực. Bữa ăn tối bình thường của gia đình 4 người lớn và 4 đứa bé thì lúc nào cũng phải có rau, củ, đồ xào ha, như là canh, súp để uống cái nước à, thì múc tô canh nóng ra nữa là ăn thôi. Đang hâm lại cho nóng, tại vì mẹ nấu từ trưa rồi. Đồ ăn thịt, thịt cá là xong. Rồi, bấy cơm.